giới thiệu nhanh về bảo mạch hai kênh ha, bảo mạch thế hệ mới ha. Đây rồi, có phần thế hệ mới đục công nghệ đột phá nè, có phần EQ 5 band chỉnh bass sâu như súp luôn ha, thì bằng eco chuyên nghiệp ha. Đây chống hú ha, chống hú xử lý độc lập ha, có khâu phát live stream ha. Đây bluetooth LCD ha. Đây thì ở đây mình sẽ test cái tiếng micro trước xem tiếng thì gọi cái chuyên nghiệp hay không ha. Đây alo 1 2 ba bốn năm 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 sáu bảy tám chín. Vốn dĩ là thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại làm điều ác.